may mà mình có cái món này cho nên là người ta uống người ta mới chả có ai gì để thả là. Món gì ạ? Nó phải có cái gì để xả thì nó mới không hại.
sát là quay sát ở tay nhé. Cũng sát quay sát ở tay. Xong, C7 bao giờ cho mọi người hiểu về những động này. Tìm cái điểm đau, tìm điểm đau, tì tay trong, trong dung ngoài nhé, trong dung ngoài nhé, trong dung dung ấy, cái dung ngoài nhé, càng nhẹ càng nhanh càng tốt, không làm mạnh, trong dung ngoài nhé. Nhưng mà quan trọng là phải tì đúng ở cái điểm nhạy cảm, trong dung ngoài nhé. Đầu rung lắc, chính đầu rung lắc này mới tạo ra cái rung chấn, rung đưa mở cái điểm dính cứng tại vị trí trọng khu trọng điểm.